Argentina được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi tối. Cuộc thi hát nổi tiếng nhất châu Âu Eurovision đã dành hẳn một bài viết dành cho Sơn Tùng MTB. Được biết, cuộc thi này đã thực hiện cuộc khảo sát đối với độc giả cũng như khán giả trên YouTube về việc ai sẽ là người biểu diễn tại sân khấu mở màn của Eurovision Asia Song Contest. Trong đó có rất nhiều những ngôi sao nhạc pop nổi tiếng của Hàn Quốc và Nhật Bản. Một cái tên tại Việt Nam liên tục được nhắc tới, đó chính là Sơn Tùng MTB. Trong vài năm gần đây, chàng trai 23 tuổi đã có bước chuyển mình từ giới underground lên hoạt động chính quy và sở hữu hơn 600 triệu lượt view trên YouTube tính đến thời điểm hiện tại. Trong tháng 1 vừa qua, anh ấy cũng trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên vượt qua con số 1 triệu lượt theo dõi trên YouTube. Hiện nay, con số đã lên tới 1,8 triệu view. Bài viết của cuộc thi đã hết lòng khen ngợi MV lạc trôi của nam ca sĩ gốc Thái Bình và không ngừng cảm thấy ngạc nhiên, thích thú trước những hit đạt triệu view và những thành tích anh đạt được trong những năm qua. Đã từ lâu rồi, Sơn Tùng đã được đông đảo dư luận công nhận về tài năng và phong cách. Tin tức này đã làm nức lòng người hâm mộ và mang lại một niềm tự hào về V-pop khi danh hiệu của một ca sĩ trẻ đã vươn đến tầm châu lục. Trường Giang và Nhã Phương tuy rằng có một mối tình đẹp nhưng không ít lần đứng trước tin đồn chia tay và hủy kết bạn trên trang Facebook cá nhân. Trước những dấu hỏi lớn của công chúng về mối quan hệ của cặp đôi, Trường Giang đã lên tiếng khẳng định mình và bạn gái vẫn hạnh phúc. Về phía Nhã Phương, cô cho biết dòng trạng thái trên Facebook cá nhân mà xuất hiện tin đồn chia tay đều không phải viết về tình yêu cho mình mà dành cho em gái. Riêng về bạn trai, Nhã Phương yêu anh không phải vì sự nổi tiếng, hài hước mà chính là ở sự chân thành, đồng cảm. Cô chia sẻ nhiều khi thấy em gái buồn nhưng vì bận rộn nên cô không thể ở bên nên đành gửi gắm những lời tâm sự trên Facebook cho em chứ không hề nhắc đến chuyện cá nhân. Nhã Phương cũng chia sẻ một khi xác định cưới Trường Giang thì phải lui về phía gia đình nhiều hơn, nhường đường cho chồng phát triển, hạn chế hoạt động nghệ thuật để ở nhà lo cho gia đình. Trong ngày sinh nhật lần thứ 30 của anh chàng thủ lĩnh đào hoa nhất nhóm Big Bang, rất nhiều món quà đã được gửi đến cho Tree Dragon. Mỗi fan hâm mộ đều muốn dành tặng cho thần tượng của mình món quà độc, lạ để gây ấn tượng. Nhưng có lẽ không có món quà nào đặc biệt hơn là một chú sư tử có tên là Tree Dragon mà fanpage Only Jingo đã tặng cho Tree Dragon. Không phải là tặng chú sư tử cho Tree Dragon mang về làm thú cưng trong nhà, mà là người hâm mộ đã nhận nuôi chú sư tử từ vườn quốc gia Masai Mara, Kenya dưới tên Con Chi Yon, tên thật là Tree Dragon. Mọi sự nuôi nấng, chăm sóc cho chú sư tử này sẽ thông qua tổ chức động vật hoang dã thế giới thực hiện. Người hâm mộ có thể quyên góp tiền để sử dụng cho việc chăm sóc các loài động vật đang gặp nguy hiểm. Fanpage quyết định chọn nuôi chú sư tử này vì cung hoang đảo của Tree Dragon là Leo, cung sư tử. Theo Only Jingo, giấy chứng nhận sẽ được giao cho một đại diện của YG để chuyển đến tận tay Tree Dragon. Có lẽ chàng thủ lĩnh Big Bang đang rất hạnh phúc trước tình cảnh mà fan dành cho mình trong ngày sinh nhật vừa qua. Cách mà fan hâm mộ dành cho Tree Dragon luôn đặc biệt như chính con người của anh vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Sun City và cập nhật những thông tin nóng nhất của Sun City bằng cách subscribe kênh SME Channel này nhé.